Hôm qua anh xỉn á, anh có nhớ gì không? Anh đánh em á. Oje, oppa. 취했으니까 오빠 기억나요? 오빠 진주 때리 했어. 아니다. Chiều về Kiều ra vườn há thấy mấy trái cà chua ngon nè, cái Kiều tính nấu một nồi canh chua rồi, mà nhớ đây bữa nay là cái ngày mà ở Hàn Quốc là ăn gà, tại vì mùa nóng mùa hè ở Hàn Quốc là có 3 ngày lớn ăn gà, ngày nào ăn cũng được hết trơn á, nhưng mà có 3 ngày lớn ăn gà, cái kiểu mà gà hầm sâm á ông bà cô chú, là cái vừa bắt đầu nóng cái tới nóng nóng dữ rồi tới mà nóng nhất luôn. À, bây giờ là vừa bắt đầu nóng là hôm nay là cái ngày ăn gà hầm sâm đó nè. Nhưng mà hồi nãy bác hàng xóm cho nguyên một con gà thả vườn đã luôn, bác mặn sẵn hết trơn rồi, mặn sẵn giặt lông sạch sẽ trơn rồi, rồi bác đem qua cho hai vợ chồng Kiều. À, gà tươi lắm luôn, không phải là gà công nghiệp mua ở siêu thị đâu, mà là gà thả vườn á. Nên á, rồi bây giờ cái mấy trái cà chua này để ngày mai Kiều nấu canh chua đi. Cái Kiều ra ngoài vườn hái mấy lá rau găm nè, rau găm bị sâu hết trơn rồi, nhưng mà một chút trộn gỏi ấy, cho nó có mùi đỡ đỡ. Một chút Kiều sẽ nấu cháo cho anh Huân ăn, nấu cháo gà, lâu lắm rồi không ăn cháo gà. Đây bắt cho con gà thả vườn mặn sạch sẽ luôn, gà này là nuôi ở nhà nè chứ không phải là gà trong siêu thị. Mặn sạch luôn, thịt không à. Này Kiều tính hấp lựu mà gà này bự quá nên Kiều nấu cháo gà cho anh Huân ăn. Cái này gạo với nếp hồi nãy là Kiều vo sạch xong rồi Kiều để cho nó ráo nước ha. Bây giờ Kiều bỏ vô chảo để rang nè, nếp với gạo. Xong rồi Kiều bỏ miếng gừng nè với hành tím vô rang chung luôn. Bỏ miếng gừng với miếng hành tím cho nó thơm gì đâu. Lúc trước Kiều nấu cháo á, là không có bỏ hành tím với gừng vô rang chung đâu. Có cô chỉ á, có cô khán giả chỉ kiểu như vậy á, nên bữa nay gan á nó thơm thiệt, thơm nồng nàn luôn. Rồi cho cái gạo nó hơi vàng vàng vậy là được rồi nè, Kiều tắt lửa nha. Rồi Kiều bắt nước, bỏ con gà vô nha. Rồi xong Kiều đổ cái gạo rang nãy vô luôn, bỏ nửa muỗng muối vô. Rồi bây giờ con gà này chín rồi nè, Kiều vớt con gà ra trước nha. Lâu lâu mình sơ qua mới được, không thôi cháo nó bị khét nó dính đít nồi. Ở này Kiều bỏ nấm hương vô nha, nấm hương khô nè. Còn này là củ cà rốt, bí ngòi với lại khoai tây, Kiều xắt nhỏ nhỏ ra bỏ vô luôn. Giờ Kiều nêm vô đây nửa muỗng muối, nửa muỗng hạt nêm cà no. Rồi nồi cháo của Kiều cũng nhừ rồi nè, giờ là chín vừa ăn luôn rồi đó. Kiều bỏ hành ba lô vô rồi vậy đó, giờ mình thêm xíu tiêu nữa, thêm xíu tiêu nữa cho nó thơm với lại hành phi. Nồi cháo cũng đã xong, bây giờ chỉ còn xé gỏi trộn với gà nữa là xong. Rồi bây giờ Kiều pha cái nước sốt để trộn gỏi, 2 muỗng đường. Ớt này ớt xanh nhưng mà nó cũng cay lắm. Tỏi. Rồi bây giờ Kiều sẽ trộn gỏi nha. Cái này bắp cải Kiều sắc mịn ra nè. Rồi hành, hành tây. Củ cà rốt. Rau găm để chút bỏ sao đi. Hành tím. Xong giờ mình xé gà ra ha. Gà này kiểu không có chặt mà kiểu xé. Ồ, cái đùi nó thơm. Này để ngồi cho anh Hu ăn mới được. Nó nước luôn. Này kiểu luộc vừa tới luôn, không có chín quá, cũng không có gục quá, vừa mềm ăn luôn nè. Gà này là gà tơ. Cầm cái đùi này ăn anh huynh phái cho thấy.
cho Kiều ngưới nước sốt lên nha. Xin chào bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều nấu cháo gà cho anh Hun ăn. Ổ nương, tạc nát Phung nát Phung nát, Phung nát nên đi cà tạc mạnh đi. Cái này xăm cấp thăng mạnh đi rồi anh ơi. Đáng lẽ là làm cái món xăm cấp thăng là gà hầm xăm á. Nhưng mà em nấu cháo gà nè. Ừ, tôi chua. Khánh chân á. Khánh chân này. Nôn nay món này anh cũng khoái mà. Xin mời mọi người ăn chung với hai vợ chồng Kiều nha. Xin mời mọi người ăn bắt xe xe. Anh ăn đi. Mong ơi. Sốc qua sợi đi. Ủa, xong cái thằng sốc qua xong đấy. Thôi yếu. Thôi yếu. Nôn nay so với gà hồng sống món này còn đẹp hơn ha. Wow. Bây giờ. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Wow. Ở nói chuyện dứt khoát tỉnh rồi à. Đâu có xỉn xỉn như hôm qua đâu. Ồ, 여러 가지 많이 들어갔다. Nè, con này, cái đùi này cho cái đùi này. Ừ. 이거 먹으면 배불러 같아. 와, 이거 먹으면 배불러지. 아이고, 여기 넣어도 되네. 괜찮아. 고마워. 많이 먹어. 네, 많이 먹어요. 응, 고마워. 아, 이 야채도 이렇게 먹는 거지? 응, 같이 먹어. 야채 고기랑? 싱크홈은 이거 찍어. 샐러드네. 샐러드. 게네라. 거위야. 거위야. 샐러드 같이 먹어. 이거 고기도 있어. 나 이거 또 야나나. 딱 샐러드. 딱 샐러드. 그게 딱 샐러드야. 이거 여러 개도 있어. 여러 가지 많이 있어서. 맞아. 이거는 다, 다른 사람 먹으면 다 좋아할 거 있는데? 그래요? 이거 맛있으면 다 좋아해. 너한테 쌈컵탕 먹어도 편해 아니야? 아니. 이거 봐. 삼계탕처럼 죽 있어. 샐러드 있어. 다 있어. 그래? 더 많아. 오늘 ăn gà mà có cái món gỏi này là ăn không ngán à. Thường thường cái món gà hầm xăm của Hàn Quốc á là nó nhanh ngán dữ lắm, nó bổ thì nó bổ thiệt ngay nhưng mà nó nhanh ngán. Wow. Nhìn chú chát ra chú cắt. Đây sẵn tay em cắt thấy không chưa? Chú làm chát. Em giống con trai đúng không? Thì là con trai nè. Xin chú mới chát ra nên hiện tôi sẽ chất. Em cắt tóc rồi á, nhìn em vừa giống con trai mà vừa nhìn em vừa giống con trai mà vừa mạnh hơn bình thường á. 여자들이 진주한테 막 없어 따라오고 아니야 따라오고 전화번호 물어보고 네 이상해. Hôm nay em đi làm công ty á có một gái nào mà đi theo em không? Cái đầu giống trai thôi chứ cái mặt là giống gái mà. Berlin năm trăm nên thì ông quân như trần đấy.
맛이 나. 맛있어. 쫄깃쫄깃 맛있어. 쫄깃쫄깃. dạ ngon thiệt đó, gà này gà tơ nè, thịt không có dai, mát đặc nè. Rồi một cái, kêu. Sữa sữa chín chắn lắm. Sữa sữa, sữa sữa mặn sông. Đấy. Wow. Ok, cái cắt chi một con men ăn chi được. 고기만 먹어도 맛있는데 같이 먹어 더 맛있지? 아까 무이어 조금 원래 진짜 이렇게 하게 하는데 오빠 마음에 소스 좋아하니까 진짜 그냥 이거 이 소스 너무 좋아 đúng là gà nuôi khác với gà siêu thị. Cái thịt nó dai ngon. Mà từ thật. Mà từ tạc nó cũng thả ra cho. Nó dai nó ngon nha. Nhưng mà nó giảm không bằng gà Việt Nam của mình. Gà Việt Nam của mình cái da nó dọn sao đâu á. Cái thịt nó vẫn dai nhưng mà nó không bằng gà Việt Nam. Master. Không phải mình được. Thành công. Thành công nữa. Anh nói em nấu món này thành công ghê. Thành công. Thành công. Bà chê xuống một con heo chục mảnh thôi là chưa. Qua em ăn qua xỉn đây em nấu cháo cho anh. Wow, xin chào anh ơi. Thích không? Chua anh chua. Chua. Qua xỉn giờ nấu cháo cho anh nó giải ngủ đó. Ngon thịt chục mảnh nè. Cháo nó ngọt rồi đó. Bỏ tùm lum tùm la vô cái nó ngọt gì đâu á. Cái này phải có nấm gươm á, ăn còn ngon nữa. Sư dung được rồi. Hôm qua á, anh Xỉn á, anh có nhớ gì không? Anh đánh em á. Ở chê, ở bà. Chuyên sư nê cà, ở bà ký ớt này á. Ở bà chinh chụp té đi hết rồi. Ấy đấy. 진주 오빠 때린 거 아니야? 기억나요? 응. 어떻게? 진주 오빠. 야, 오빠만 또. 이렇게. 그 hỏi nuôi nó hôm qua. Anh Diễn anh có nhớ gì không? Anh đánh em gì nè. Xong anh nuôi nó đâu có đâu. Em nhớ lộn rồi đó. Em đánh anh thì có, em làm anh gì nè, anh nhéo lỗ tai em gì nè. Em nhéo lỗ tai anh gì nè. Nhớ gõ ông bà của chú rồi. Chà anh kia ớt mà ớt. Ô bà vô kia ở chê chết con anh đẹp, bà kia chắc ở chê. Kia ớt mà ớt. Hôm qua anh ăn anh cứ cười gì nè. Bữa nay cần để chúng mong một khi bên chùa. Khi bên chùa. Nuôi nói anh nhớ hết mà. Anh cười vậy là do tâm trạng anh vui dữ lắm đó. Bình thường tâm trạng vui nhưng mà uống rượu vô á là cái tâm trạng nó bộc phát nó làm sao là nó vậy đó. Khi bên chùa anh ta ủa sơ sơ. Anh buộc hả gì? Anh á, anh lúc nào bình thường hạnh phúc á không có tỏ ra nhiều nhưng mà khi uống rượu vô á cái hạnh phúc nó giải ra vậy mới cười vậy đó em ơi. Vậy là còn nhớ. Có nhiều á cô chú anh chị á khen anh á là uống rượu
mà đón taxi về nên em mua chả lá xì không cơ liệu á rồi cả cơm salam tôi đi giờ kì su năm thương su một cô cha này không chip về quay phụ té đi hay nên để kia bạn có mình đi thỉnh thoảng là có người á uống rượu vô về đánh vợ đúng không nhưng mà sáng hôm sau là không nhớ gì chứ kia bạn à quay phim phân tích được anh không nói vậy là không được chứ nhưng mà chính chung mỗi là bà cô sẽ tập ý cơ chính chàng mỗi là bài không của lê nam cha su một cô hâm nhơn ở chê mua ảnh đưa ra hâm nhơn tham nam ký ớt này á ảnh ký ớt nè của lê nam 너무 많이 말씀 기억 못 하지 그래 너무 많이 기억 못 하죠 너무 많이 말씀 기억 못 하고 그냥 자기 사람마다 다르 사람마다 다르긴 한데 그래도 너무 많이 마시면 기억 못 하는 거고 한 중간 마셨어 그럼 다 기억 다 아 그래 그냥 얘기 한 수 있으면 기억 한 수 있지 그렇지 거의 대부분 그게 대부분 말 잘 못하면 기억 안 나는 그게 기억 안 나 말 못하면 말을 말할 때 제 술 먹어 말할 때 혼나 와이프 혼나 하면 기억 나지 그렇지 기억 나지 그죠 근데 너무 말을 못하면 그냥 기억 못할 수도 있어. 아 그래? 그냥 그 정도 말 못할 정도는 기억 못하고. 아 그래? Kiểu hỏi anh Hùng đó là thường thường á đàn ông con trai là uống rượu vô á về á làm cái gì là bắt kỳ làm cái gì là qua ngày sau không nhớ gì hết hả? Anh Hùng nói mỗi người mỗi khác nhưng mà đại đa số á là nếu mà uống rượu nhiều nhưng mà nói chuyện được á chửi người này chửi người kia được á. Là qua ngày sau là nhớ mà không phải là không nhớ đâu nhưng mà khi mà uống nhiều thì là nhiều mà nói chuyện không được luôn á cứ gì gì nè gì đi khi ký ớt mà hạnh đây chị ừ 사람마다 다른데 똑바로 못 걸어 그럼 기억 못 하지 아 nếu giống như là đi mà cứ siêu siêu quẹo quẹo gì nè đi ra đường mà siêu siêu quẹo quẹo là qua ngày sau làm gì không nhớ đâu còn mà chửi được hay là nói chuyện được là vẫn nhớ qua ngày sau vẫn nhớ à ý cũng na 밤에 진주도 숨을 거에 같다다. 안 돼. 기억해 안 해야 돼. gỏi ngon quá. Xin là từ mai xịt sắc. Gỏi gà ngon. Gỏi gà. Mở nắm cánh đi. Nói cái maso. Maso. Tôi muốn ăn đồ chua cá. Xin chú cho các. Nào chú cá. Có ba cái thứ luôn mà. Ăn được tát đấy. Maso. Nào đi. Maso à, cái tầm bốn. Wow. Hôm nay vừa thạc 만드는데 요리하는데 너무 정성 많이 했네. 복잡하지. 힘들었지? 이거? 다 안 힘들어 뭐 안 힘들어 anh Huấn nói là em làm món cháo gà này là phức tạp đúng không? Khó làm mệt lắm đúng không? Chị Kiều nói là đâu có mệt, đâu có phức tạp gì đâu, là dễ mà cảm ơn em cảm ơn em ăn nhiều vô là được rồi mà anh Huấn không? Uống rượu với bạn bè em không có cấm nhưng mà uống sao mà có chừng mực á để biết đường về nhà là được rồi đừng uống say xỉn quá với lại có hại cho sức khỏe với lại nguy hiểm nữa oppa su một cô chim cu tương cả chim một cô chim chu cũng chi ảnh hè kinh đề giờ kịp một cô trung quân hè tệ nó mua hai mươi khi mua la chip bên một khai mươi ảnh tệ cứ đi cô cả cơm một cô với lại thỉnh thoảng uống thôi chứ đừng uống thường xuyên quá tại vì uống cũng được đi nhưng mà có hại cho sức khỏe của mình á phải khỏe mạnh với mới sống với em mới lâu dài được chứ chị kỳ cứ cân can hai mươi trên chỗ lên sao ra hay chị nè tập cho là gì ba hãy sầu cứ cái chưa bên này xuất sự thơm mát rồi anh tôi thấy nhanh thơm mát chứ thơm mát đó
cơ sở sự chân chân 이렇게 하면 없어도 돼? 이거 이거 소금 소금 없어도 돼? 아 소금하고 고추 이렇게 이렇게 했어 없어도 돼? 저거보다 이게 더 맛있어 아 그래? 응 알았어 그것도 먹으면 맛있어 응. 근데 이거 먹으니까 응. 그거 생각 안 나 항상 사람은 새로운 맛 새로운 소스, 새로운 맛 하면 먹으면 더 맛있어 보, 맛있는 느낌 그래? Tự hỏi luôn là phải cái gà chấm với muối ớt tiêu chanh hay là chấm với lại nước mắm chua ngọt này Anh Huynh nói là nước muối tiêu chanh cũng ngon Mà khi ăn cái nước mắm chua ngọt bây giờ nó ngon nên không có nhớ muối ớt tiêu chanh là gì Cái này là cho ăn gì là ngon cái đó nè Rồi mua một cô hai mươi người về mà xin năng gọt thật Giờ dân em mua xin mũ lan nè Mà rồi Ego tắt thiên lòng gọi là thiên tắt thiên lòng tắt thiên lòng tắt bên thân em khám nhau thơm mát sức sức thơm mát sức anh về Việt Nam ha ăn cái gà Việt Nam còn ngon hơn cái gà này Ego mát sức chứ chúng ta bên thân em một con mình thơm mát sức cái da này nè phi bu á sạc á sạc cái da này nè giòn dữ lắm luôn á sạc á sạc oh cứt đồ hàm không khi đó một số không có mỡ như vậy đâu ăn cái á sạc á sạc ổn trong chế biến sao trước khi trước khi ăn nhỉ á sạc á sạc á sạc đó không biết này mấy bút về đi rồi cho anh nãy chúng đây một kì tám mươi cái da đùi này ngon nè thịt đùi chứ không phải da đùi ý cơ mà là sao không phải ý á ngon không ngon nhiều lắm có chung chung để á bánh nó ăn chung chung bánh à đừng cho em thịt nhiều lắm ngày nào cũng ăn gà người ta ăn gà hầm xanh thì ăn tốt cho sức khỏe mà khi nào mà người mà yếu yếu thì ăn gà hầm xanh lúc nào ăn cũng được nhưng mà ở Hàn Quốc có cái giống như thời xa xưa có cái phong tục đó là cái tới mùa hè là có ba lần ăn gà giống như là cơ thể nóng nực quá chảy mồ hôi rồi mất sức này nọ rồi cái ngày đó người ta sẽ làm cái gà hầm sâm để ăn đó nên nó lâu đời từ đời này truyền qua đời khác nên người ta có phong tục là tới ngày đó là hãy ăn gà hầm sâm để cho cơ thể nó cường tráng nhưng mà kiểu nấu gà hầm sâm kiểu nấu cháo gà 베트남에서는 더우면 온도 올라가는데 습도 안 올라가지 물에 공기에 물이 별로 없어 한국에서 더우면 덥고 잠깐만 덥고 잠깐만 다시 덥고 공기에 물이 많아서 습도 높으니까 끈적끈적 그러니까 더 힘들어 더 힘들어 눈은 ở Hàn Quốc á không những nóng đâu mà trong không khí á là có nó chứa nước nhiều nữa giống như cái độ ẩm nó cao á không phải là khô rồi cái là nó mát mẻ đâu khô mà độ ẩm nó nên cái da lúc nào cũng nhầy nhầy hết trơn sao ta kêu bằng bớt 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 kêu nhầy 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 á giống nó gít gít đúng rồi nó gít gít nó gít gít cái người nó gít gít nó khó chịu á nên nó làm cho người nó khó chịu nó bực bội hơn nữa nên hãy ăn gà hầm xăm để người nó sảng khoái ra chơi xăm cúc xanh một con mèo phía không hai gì cả sao làm anh hoan hát sợ người nó không có bực bội không có tức giận nữa đó là cái câu chuyện mà về ăn gà hầm xăm là nó vậy đó nhưng mà Kiều không có nấu gà hầm xăm Kiều nấu cháo gà chín chua xăm cúc xanh à mình đã được tạt chục mình rồi trên trên đó thằng cái thằng đó tạt chục trên trên đó bên đây xăm cúc thằng xăm thì xin đi cà thơ thơ chùa chị anh kiểm tra này cũng kiểm tra nào kiểm tra nào phải số kiểm tra nào tạt chục xin lời chứ
괜찮아? 안 하도 이제 돼. 잘 먹었네. 지금 건강했어? 건강했어 이제. 힘나. 오빠 뭐 힘으로? 오, 안 해 열 안 많나 lên rồi đó. Làm như rút tiền nhé. Để bữa nào làm mua xăm về hầm cho ăn. Nãy chung lên xin chua xăm xăm in xăm xả sơn. Xăm thịt tăng. Okay. À, Kiều xin tạm dừng cái video ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ hai vợ chồng Kiều nha. Nếu mà mọi người yêu thích kênh á, xin hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Kiều với anh Huân nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye.